Thống đốc Newsom đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh, tiệm nail, nhà thờ, trường học và tăng thuế liên tục tại Cali. Chúng ta cần 1.500.000 chữ ký để bãi nhiệm thống đốc, hạn chót là ngày 7 tháng 11 2020. Cả đảng viên Cộng hòa và Dân chủ đều có thể ký để bãi nhiệm. Chúng tôi có các lều thu thập chữ ký với tình nguyện viên nói tiếng Việt tại 3 địa điểm sau đây: San Jose, bãi đậu xe tại Grand Century Mall thứ Bảy và Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều; Westminster, bãi đậu xe siêu thị ABC thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều và Chủ nhật từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều; San Diego, bãi đậu xe của siêu thị Viễn Đông 4 thứ Hai và thứ Tư 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Hãy tham gia ký tên thật đông đảo để mở lại các cơ sở kinh doanh để chúng ta có thể đi làm nuôi gia đình. Để biết thêm thông tin, liên lạc chúng tôi tại www.ricogarvin2020.com hoặc email jmvo@yahoo.com. Trong cái cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Pence và bà Kamala Harris của đảng Dân Chủ vừa qua thì chúng ta thấy rõ những cái lập trường của đảng Dân Chủ nói chung và bà Kamala Harris nói riêng, thì chúng ta thấy rất là rõ những gì ông Trump làm dù cho tốt cho nước Mỹ thì cũng đều bị chống đối. Và đặc biệt, hay nói cách khác, ngược lại thì chúng ta thấy đảng Dân Chủ chống lại bất cứ một cái việc gì đó dù có lợi cho nước Mỹ, và lại ủng hộ với những cái đường lối chính sách hay cá nhân và những quốc gia mà hiện giờ ai cũng hiểu là có hại cho nước Mỹ, là enemies của nước Mỹ, chẳng hạn như Trung Quốc và Iran, những nước bên Trung Đông, những nước khủng bố nước Mỹ, thì hầu như đảng Dân Chủ lúc nào cũng tỏ vẻ là bên vực và ủng hộ. Ngược lại, những nước mà những gì mà có lợi cho nước Mỹ thì họ lại chống đối, bởi vì họ muốn lật đổ Trump. Họ vì quyền lực của đảng mà họ, của đảng Dân Chủ mà họ sẵn sàng chống đối lại. Thì quay lại cái vấn đề mà trong cái chuyện mà cái cuộc tranh luận này, chúng ta thấy rất rõ là bà Kamala Harris ngay từ đầu rồi, thì cái câu hỏi đầu tiên về COVID-19 thì bà ta không có một lời nào nói về cái nguồn gốc của bệnh và những cái trách nhiệm của Trung Quốc, những cái trách nhiệm của y tế quốc tế, The WHO. Ngược lại, bà ta quay qua tấn công những gì mà ông Trump đã làm cho nước Mỹ, chẳng hạn như ngay ngày đầu tiên khi mà chỉ có 4 người bị bệnh từ Trung Quốc sang thì Trump đã đóng cửa nước Mỹ để ngăn chặn cái luồng gây dịch bệnh. Và sau đó là chúng ta thấy rất là nhiều những không phải là biến cố mà những activities, những hành động và những hành động rất là cụ thể do bên ông Trump làm ra, như là thành lập một cái quỹ ban do ông Pence đứng đầu, điều động cả một cái hệ thống nước Mỹ để sản xuất những gì mà đang thiếu có, những dụng cụ y tế, ok, và đi vòng quanh thế giới để mua những hàng đó, thay đổi luật để có thể mang những loại thuốc cho FDA, cho phép người ta sử dụng những loại thuốc mà chưa từng được phép, ok, rút ngắn lại những cái vấn đề mà duyệt, ok, thuốc hay là thử nghiệm để dân chúng có một cái cơ hội, và để cho những người nhân viên y tế có một cái cơ hội để sử dụng những loại thuốc mới. Rất là nhiều việc làm mà cụ thể và tích cực để chống COVID. Trong khi đó thì khi mà ông Trump đóng cửa thì đảng Dân Chủ lại có luôn bà Pelosi và ông Joe Biden gọi ông Trump là xenophobic, giống như là sợ và chống người nước ngoài, và nhiều lúc cô dùng cái chữ racist để chống lại. Trong khi đó, những cái hành động của ông Trump là vì nước Mỹ, vì dân Mỹ. Nếu mà trong xóm của mình mà có người bệnh cùi hay là bệnh sida hay là bệnh lao gì đó thì dĩ nhiên là mình không có nên tiếp xúc.
chứ không phải là mình khi dễ ai gì cả, đó là vấn đề cụ thể và thực tế. Nhưng mà đảng Dân Chủ thì lúc nào cũng đi ngược lại cái nguyện vọng đó, và sau này thì đổ thừa là ông Trump làm ít, nhưng mà trong khi đó là cái ekip của ông là làm hầu như là nhiều hết, nhiều nhất nếu mà so sánh với những cái vấn đề mà swine flu hồi trước đó đó, hình như là swine flu dịch cúm heo hay cái gì đó, thì tới 60 triệu người Mỹ bị bệnh chứ không phải là ít. Thì chúng ta biết rằng đó là bởi vì cái con cúm đó, cái con dịch đó nó nhẹ hơn cái con này thôi, chứ nếu mà con nó mà mạnh nó thì chắc chết cũng vài triệu người. Chính ngay cái ông chánh văn phòng của Obama thời đó mà còn tuyên bố là nếu như mà 60 triệu người đó mà gặp những cái vấn đề mà cái con vi trùng này nó mạnh nó thì đã chết cả 2-3 triệu người, có nghĩa là cỡ 3% là chết cỡ 2-3 triệu người rồi. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ lúc nào cũng chống đối, đặc biệt là bà Pelosi hay là ông Schumer hay là bây giờ là ông Biden và bà Kamala Harris, thì đưa ra những con số rất là phân này, những đối với tôi đòi gọi là fake news, và đối với rất là nhiều người những con số mà có thể là gọi là questionable, chẳng hạn như cái số 210.000 người Mỹ chết. Những cái số đó CDC đã quay lên, đã điều chỉnh lại, bởi vì họ không có tính là trước đó họ không có tính là những người chết vì bệnh mà là những người chết có bệnh đó. Có nghĩa là có thể người ta bị tim người ta chết, nhưng mà người ta bị nhập viện ở trong bệnh viện đó có những người bệnh COVID-19, cho nên là họ cho rằng những người đó nghi tính có thể bị lây nhiễm, thì những người đó chết có cái bệnh đó chứ không phải chết vì cái bệnh đó. Cho nên cái số 210.000 đó không có nghĩa lý gì cả. Rồi thêm nữa, có 7 triệu người lây bệnh này, bởi vì nước Mỹ là một nước duy nhất mà bỏ tiền ra rất là nhiều để đi khám xét coi người ta có bệnh hay không. Có nhiều khác, nhiều người khác người ta bệnh người ta không có đi khám sát, người ta cũng chẳng biết người ta bệnh hay không nữa, bởi vì cái số 99,9% những người bệnh COVID-19 này không chết, chỉ chết những người già có bệnh tiền sử thì người ta chịu không nổi, người ta chết do complication. Cho nên những cái con số như 210.000 người này hay là 7 triệu bệnh nhân thì hoàn toàn là những con đó đối với tôi gọi là manipulative và fake news. Rồi xong rồi cũng đảng Dân Chủ là người chống ông Trump. Tất cả những governor của những tiểu bang ra lệnh đóng cửa đều là của Dân Chủ hết. Trong khi đảng Cộng Hòa thì họ cổ vũ cho vấn đề đóng cửa vừa phải và trong một cái hoàn cảnh nào đó, và mở cửa trong một cái điều kiện nào đó để cho nền kinh tế tiếp tục. Nhưng mà họ thì muốn đóng cửa. Tất cả những governor của đảng Dân Chủ đều ra lệnh đóng cửa hết. Cho nên họ tạo ra man-made nha. Họ tạo ra những tình huống mà mất việc chứ không phải do nền kinh tế yếu kém. Nếu kinh tế yếu kém thì nó sẽ từ từ, nó sẽ không support được nổi một cái nền, một cái job market thì người ta mới mất việc. Còn cái này hồi xưa đó, trước cái vụ COVID-19 này, trước cái những cái chính sách mà đóng cửa đó, thì việc làm nhiều hơn là những người đi làm. Cho đến khi cái vụ COVID-19 này và nhằm cái năm election year, cái năm bầu cử, thì đảng Dân Chủ lợi dụng những chuyện đó giống như một cái đèn tắt một cái cấm người ta đi làm, chứ cho nên mới tạo ra cái việc người ta mất việc. Nếu mà mở mở cửa lại giờ đó búng tay một cái ngày mai người ta đi làm lại hết. Cho nên cái con số mà thất nghiệp nó không có nghĩa lý gì cả. Bởi vì nó không phải là một cái vấn đề tự nhiên của nền kinh tế, mà đó là một cái tác động chính trị và chính sách ép người ta đóng cửa, cho nên người ta tạm thời mất việc ngay lúc đó. Chứ hoàn toàn không có việc mà do nền kinh tế yếu kém mà mất việc. Bởi vì nếu mà nền kinh tế yếu kém mất việc, nó sẽ không có mất việc hàng loạt như vậy, nó sẽ từ từ nó đi xuống. Ok. Còn vấn đề này là vấn đề tự tạo, đây là vấn đề chính trị hóa của cái bệnh COVID-19 này rồi đảng Dân Chủ đưa ra. Quay lại cái vấn đề mà hai người tranh cử này, thì hầu như những dữ liệu mà đưa ra của bên Dân Chủ toàn là manipulative, là bịa ra hay là twist nó lại một chút xíu để ủng hộ cái lập trường của họ, mà trong khi đó nếu như một người có một cái khả năng gọi là phân tích bình thường thôi thì có thể nhìn nhận ra những con số này là những con số sai và những con số này không trung thực. Thì bây giờ quay lại vấn đề mà tranh luận tiếp tục đó, thì hai người này hầu như những câu hỏi thì chỉ có ông Pence bên đảng Dân Cộng Hòa là trả lời những câu hỏi rất là thiết thực, giống như ông Trump hôm trước hỏi là sẽ trả lời, không đi vòng vo. Trong khi đó Dân Chủ khi hỏi thì sẽ không trả lời. Chẳng hạn như hỏi về cái vấn đề mà
hỏi bà ta cái vấn đề mà khi mà tổng thống mình bị disability á, chẳng hạn như là không có khả năng làm việc, thì có bàn giao cái vấn đề mà giao lại cho bà làm gì không? Thì bà hoàn toàn không nói gì cả. Bà chỉ trả lời bà nổ về là bà là người da đen đầu tiên được bầu vô ủy ban rồi tình báo hay là cái gì đó. Và bà nói về mấy chục năm làm việc cho tiểu bang Cali như là viện kiểm sát, prosecutor, rồi xong rồi làm bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Cali tùm lum tùm la hết, mà bà không bao giờ mà trả lời cái vấn đề đó. Bởi vì cái câu đó đang xoay quanh cái vấn đề sức khỏe của những người lãnh đạo. Tất cả mọi người đều thấy hiện tại bây giờ thì sức khỏe của ông Biden nói trước quên sau và già có dấu hiệu của bệnh Alzheimer, bị đãng trí và bị lão hóa. Trong khi đó và ông đã già hơn ông Trump nữa, nhưng mà đây là một cái vấn đề của media, fake news media và mainstream là họ không, khi hỏi đảng Dân Chủ thì thay vì hỏi trực tiếp sức khỏe của ông Biden thì họ không hỏi như vậy. Họ vẫn claim là họ hỏi về vấn đề đó, nhưng mà họ đặt một cái câu hỏi là bà là phó tổng thống thì bà với lại ông Biden có bàn giao về cái việc đó chưa? Có bàn về cái trong cái trường hợp đó hay không? Chứ không có đặt vấn đề hỏi về là ông Biden có vấn đề hiện tại bây giờ. Bởi vì ngay cái lúc này đó thì bà Pelosi bà đưa ra cái tu chính, bà đề cập tới tu chính án 25 là đang nói về nếu mà tổng thống không có khả năng đó, thì sẽ bị truất phế để đưa một người khác lên. Bởi vì ông Trump bị Covid-19. Trong khi đó ai cũng biết sức khỏe ông Trump mạnh không nói, chứ thật ra bây giờ ông Trump nhìn rất là phong độ hơn là ông Biden. Ông Trump mới có 74 tuổi, ông Trump từng là tỷ phú và ông Trump làm việc rất là hăng say, ra nói chuyện rất là lưu loát và hầu như có sức khỏe làm việc dù cho bệnh ở trong bệnh viện quân đội vẫn làm việc bình thường. Trong khi đó chúng ta không thấy ông Biden nằm ở đâu cả. Và khi mà ông Biden ra thì nói trước quên sau. Và nó bị lẩm cẩm nữa chứ. Phát âm, nói giọng bị lắp bắp rồi chữ nó nhảy tùm lum hết. Và trong khi đó đã phát hiện nhiều lần khi ổng ra ổng nói chuyện đó, thì có cái prompter. Vô tình sẽ thấy được trong cái phản chiếu của cái máy quay thì thấy được cái prompter. Có nghĩa là ổng không có khả năng để thảo luận hay là thuyết trình hay là còn trí nhớ để làm nhiều việc. Cho nên là quay lại cái vấn đề là ổng cái chuyện mà sức khỏe thì rất là rõ. Và thêm một cái câu cái vấn đề cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy đó, khi hỏi về Trung Quốc, khi hỏi về Trung Quốc như là cái câu đầu tiên nha, thì bà hầu như không có nói về trách nhiệm của Trung Quốc cho bệnh Covid-19. Khi hỏi về cái câu gần cuối, hỏi về là có xem Trung Quốc là một enemy hay là ally hay là cái gì đó, thì bà không trả lời, nhưng mà ngược lại bà lại khen ông Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên chúng ta nghe một vị sắp sửa làm lãnh đạo Mỹ, đang tranh cử làm lãnh đạo Mỹ mà họ cho rằng Tập Cận Bình là trên thế giới bây giờ người ta tôn trọng nhiều hơn là ông Trump. Và hình như là bà cũng nói là những lãnh đạo trên thế giới này thì tôn trọng ông Trump, tôn trọng ông Tập Cận Bình. Trong khi đó chúng ta hầu như coi á, những người mà chơi với Trung Quốc và những người mà ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay là United Nations mà ủng hộ Trung Quốc là những nước bị Trung Quốc mua, chẳng hạn những nước ở châu Phi mà nói tên mình cũng không biết là ai, mà những nước đó là nhận viện trợ của Trung Quốc rất là nhiều. Chứ mình không có nghe những vị như là Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức hay là Thủ tướng Tổng thống Pháp ai mà gọi Trung Quốc là tốt là này nọ. Tất cả những người ở đó dù cho có xích mích gì với ông Trump hay là trong vấn đề lộn xộn trong NATO hiện tại bây giờ do vấn đề thương tiền bạc, nhưng mà họ vẫn có một cái nguyên tắc làm việc rất là rõ ràng trong những nước dân chủ với nhau. Chưa có một nước nào ở trong Tây phương mà đứng ra mà khen ông Tập Cận Bình cả. Trong cái phương diện mà về nói về lãnh đạo, bởi vì họ biết là đó là cái độc tài độc đảng, cho nên là không có ai mà một người mà tin vào dân chủ, dù có phải là dân chủ mà có tài phiệt trong đó, người ta cũng không có thích cái đám bên Trung Quốc, ngoại trừ đã bị mua chuộc. Thì hầu như là chúng ta thấy là vấn đề mua chuộc đã xảy ra rồi. Là con cái của Pelosi và con cái của ông Biden đã sang bên đó làm việc và ký hợp đồng và hưởng một số tiền mà không có biết chính xác được. Trong khi đó nha, những công ty của ông Trump cũng có làm việc bên Trung Quốc.
Nhưng mà hầu như những cái làm việc đó nó rất là rõ ràng. Muốn đầu tư vô thì cái đầu tư vô. Ok, bỏ tiền vô làm có lợi vậy thôi. Còn trong bây giờ quay lại vấn đề của con ông Biden. Con ông Biden không có thực lực để làm những cái việc này việc nọ. Chẳng hạn như đi qua Ukraine, được nhận vào cái công ty đó, nằm ở trong một cái cố vấn cho cái công ty đó mà không biết về dầu hỏa, không biết gì tất cả những cái thứ buôn bán về cái chuyện đó. Nhưng mà lại được trả 83.000 một năm. Ok, còn nhiều cái rất là nhiều mà chúng ta thấy đằng sau lưng đó có rất là nhiều mờ ám. Bây giờ quay lại vấn đề tại sao mà bà Kamala Harris này lại khen Trung Quốc và hầu như không đếm xỉa gì đến những trách nhiệm của Trung Quốc. Chúng ta thấy rất rõ Green New Deal. Green New Deal chúng ta nhìn rất là rõ. Tại sao trước đó trong thời Obama, nước Mỹ đã có những bước tiến và những chính sách kêu gọi là làm những cái clean energy này nọ, xe điện tùm lum tùm la hết. Chúng ta hãy thử nghĩ trước khi mà chuyện đó xảy ra hoặc là trong cái khoảng thời gian đó thì Trung Quốc đã bỏ tiền qua bên châu Phi mua hết những cái mỏ sản xuất pin cho xe điện. Nếu mà một nước, một chính sách tài chính, một lối phát triển chiến lược như thế, làm sao mà họ có thể biết trước để họ đi khắp thế giới và hầu như tất cả các mỏ lithium hay là những cái mỏ của còn một chất nữa cobalt để làm những cái loại pin cho xe điện mà bị Trung Quốc thao túng hầu như là 90% trên thế giới. Nó làm cho chúng ta suy nghĩ ở đằng phía sau đó có một cái sự hợp tác và sắp đặt sẵn. Một mặt là ép dân chúng Mỹ phải sử dụng một cái chính sách này và Green New Deal energy, clean energy này nọ. Và một mặt khác là bên sản xuất chuẩn bị sẵn. Chúng ta thấy không có được bình thường trong chuyện này. Ok, bởi vì nếu mà mình làm như vậy, mình biết được mình sản xuất xe điện mà bây giờ nó lấy hết cái mỏ đó, thì anh lấy ở đâu ra những cái material đó để anh phục vụ cái thị trường của anh khi mà anh đổi vậy? Có phải là tự nhiên anh bắt mọi người giống như là phải 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 ăn gạo, ok? Mà trước khi ra một cái policy đó, đó thì nó đi mua gạo hết trơn, nó đầu nậu ở đâu hết rồi, rồi bắt đầu mới ra lệnh tất cả không được ăn bánh mì nữa, bây giờ ăn gạo thì cả thế giới phải chui đầu phải lệ thuộc cho nó. Đây là một cái trường hợp gọi là đánh đồng với nhau, đi đêm với nhau để lấy tiền. Cho nên cái vấn đề mà tiền mua chính trị có thể là vấn đề xảy ra. Đó là lý do tại sao, một trong những lý do tại sao chúng ta thấy rất rõ rằng đảng Dân Chủ hầu như bây giờ họ rất là nghe lời Trung Quốc và làm những cái chính sách đi chung với Trung Quốc. Bây giờ quay lại thêm một cái vấn đề đó nữa đó, thì chúng ta thấy rõ ràng khi mà Trung Quốc mà gây những cái bệnh đó thì hầu như là đảng Dân Chủ không một lời lên tiếng, không một lời lên tiếng. Fake media tiếp tay theo họ, bởi vì chơi với Trung Quốc thì những người theo đảng Dân Chủ mới có của ăn của để. Ngược lại bên ông Trump, người ta nói tiền có thể mua được tiền có thể mua được chính trị, nhưng mà đối với ông Trump là đã có tiền rồi thì những người đó không bao giờ mua ông Trump được nữa. Cho nên muốn đánh ông Trump thì những người làm chính trị bên Dân Chủ, Trung Quốc sẽ mua những người đó, bỏ tiền ra mua được những người chính trị đó thì họ sẽ thắng cuộc trong cái đất này. Cho nên chúng ta thấy rất rõ đó là những cái công cụ mà Trung Quốc đang sử dụng, và theo tôi nghĩ là đằng sau lưng đó có một cái thể chế, có một cái thế lực mà họ đang quạnh quẹ cho đảng Dân Chủ và đang tàn phá nước Mỹ. Bằng chứng rất rõ ràng trong cái cuộc tranh luận ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ Kamala Harris từ đầu đến cuối nói về COVID-19, nói về Green New Deal và tất cả mọi thứ đều có lợi cho Trung Quốc. Và không có một lời nào mà
quy trách nhiệm cho Trung Quốc với những cái hành động mà như thế. Trong khi đó là bên ông Pence là tuyên bố thẳng thừng, chúng tôi đứng lên cho nước Mỹ và stand up against China trong những việc làm sai trái của họ để đòi lại những quyền lợi và công lý công bằng cho nước Mỹ. In celebration of 1 million subscribers, Vobosa TV enters a new chapter with a series of new programs, including Opportunity V, new weekly episodes on Fridays 6 p.m. California time or Saturdays 8 a.m. Vietnam time. What comes to mind when you hear Vietnam? Beautiful landscapes, delicious food, history. Vietnam is all this and much more. In fact, Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world consistently, and is also one of the fastest growing populations of high net worth individuals in the world. In addition to having one of the world's best responses to the COVID-19 pandemic, we also expect Vietnam to continue its success in the post-COVID new normal. And we all look forward to seeing what Vietnam will have to offer. Welcome to the Opportunity V Show, and I hope you will enjoy all our stories bringing Vietnam business to the global audience.